chào mừng quý vị đang đến với HTV Co-op, kênh mua sắm tin cậy. Quý vị thân mến, vòng tay mẹ luôn là nơi êm ái, an toàn và cho trẻ giấc ngủ trọn vẹn nhất. Thế nhưng trong cuộc sống bận rộn với rất nhiều việc phải lo toan, lại còn thêm việc phải chăm sóc cho bé thì các mẹ sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Vậy thì làm sao để các bé có được một giấc ngủ ngon, ấm áp như trong vòng tay mẹ? Còn các mẹ thì sẽ có thêm một trợ thủ đắc lực để chăm sóc giấc ngủ cho bé. Trong chương trình HTV Co-op ngày hôm nay, xin được giới thiệu đến quý vị một giải pháp hữu hiệu cho vấn đề này. Đó chính là sản phẩm nuôi điện tự động Vinanoi, một sản phẩm của công ty cổ phần Ecovina. Nuôi điện đa năng Vinanoi được làm từ gỗ thông, có các kích thước như sau. Lòng nôi 100x60x60cm, khung nôi 120x66x100cm. Bộ phụ kiện đi kèm gồm có vây, nệm, mùng, võng. Nôi có 3 màu. Nôi có màu tự nhiên và màu cánh gián, đi kèm bộ phụ kiện màu xanh. Nôi có màu trắng, đi kèm bộ phụ kiện màu hồng. Sản phẩm có chức năng ru tự động, vừa làm giường, củi cho bé, vừa có thể làm võng đưa tự động. Nôi có 2 tầng thoáng mát, thiết kế nôi và chất liệu làm nôi an toàn cho sức khỏe của bé. Quý vị thân mến, khi sử dụng chiếc nôi điện đa năng Vinanoi này thì các mẹ sẽ hoàn toàn an tâm khi mà để thiên thần nhỏ của mình ngủ hoặc là vui chơi ở trong nôi. Và sử dụng chiếc nôi này đồng thời sẽ tiết kiệm được thời gian, không gian và công sức. Các mẹ sẽ có thêm thời gian để thư giãn, nghỉ ngơi hoặc là chăm sóc sức khỏe của mình, giúp cho các mẹ nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau khi sinh. Quý vị thân mến, đối với những sản phẩm dùng cho em bé thì yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu. An toàn không chỉ ở thiết kế của sản phẩm mà còn ở chất liệu làm nên sản phẩm. Và với Vinanoi thì hai tiêu chí này được đáp ứng một cách chặt chẽ. Về thiết kế, lòng nôi sâu và rộng, bé không bò ra ngoài được. Các thanh nẹp gỗ được bố trí khoảng cách theo tiêu chuẩn quốc tế. Bé không bị kẹt tay hoặc chân. Có khóa lòng nôi, giữ nôi luôn cân bằng, cố định, không lật nôi. Về chất liệu nôi, tuyển chọn loại gỗ thông cao cấp được nhập khẩu từ New Zealand. Gỗ thông ít mắc nên gỗ láng mịn, có tính thẩm mỹ cao. Gỗ được sấy kỹ, không cong vênh, không nứt hay mối mọt. Bề mặt gỗ được bo tròn, không làm trầy xước da bé. Gỗ còn là chất cách điện, đảm bảo bé không bị điện giật khi bé ngủ bên trong nôi. Vinanoi sử dụng nước sơn NC, không chứa chì, không độc tố, an toàn cho sức khỏe của bé. Hộp truyền động sử dụng bộ biến điện DC an toàn, không rò rỉ điện. Tất cả làm nên chiếc nôi điện Vinanoi đẹp, bền, an toàn cho bé yêu của bạn. Quý vị thân mến, sản phẩm nôi đa năng Vinanoi rất tiện lợi, có thể tự động ru cho bé ngủ, có thể dùng để làm giường, củi hoặc là có thể dùng để làm võng, tự động đung đưa cho bé. Và chức năng 3 trong 1 này rất đặc biệt, chỉ có ở Vinanoi, nhất là chức năng làm võng. Để biến chiếc nôi này thành một chiếc võng thì rất đơn giản, quý vị chỉ cần tháo lồng nôi ra, hạ khung nôi xuống và mắc chiếc võng vào. Như vậy là chúng ta đã có một chiếc võng rất là êm ái cho bé. Và nếu như trước đây thì nôi chỉ được sử dụng cho trẻ dưới 1 tuổi thì riêng với Vinanoi, chúng ta có thể dùng làm giường cho trẻ trên 1 tuổi và dùng làm võng để cho trẻ từ 2 đến 3 tuổi. Và sức chứa tối đa